Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường cũng như chúng ta đưa ra những góc nhìn về thị trường ở trong những phiên sắp tới. Anh chị hiện tại đang xem video của em, nếu thấy video hữu ích thì đừng quên dành cho em một like, một subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo cũng như là số điện thoại. Thì nếu anh chị nào hiện tại đang gặp bế tắc trong quá trình đầu tư, cần người hỗ trợ về cổ phiếu và danh mục, thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ tư vấn và cơ cấu danh mục ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Ngoài ra thì em có để một cái đường link nhóm Zalo cộng đồng, anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia vào room cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Từ đó chúng ta sẽ trao đổi chia sẻ nhiều hơn với những anh chị ở trong room cộng đồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến cổ phiếu ngày hôm nay. Thì như video ngày hôm qua, chúng ta có đánh giá về cái nhịp thị trường rút chân quanh cái mốc hỗ trợ là 1075. Đây là cái mốc chốt dặn của xu hướng ở trong cái giai đoạn phục hồi lần này. Lý do là bởi vì chúng ta đã test lại cái mốc này hai lần. Bên cạnh đó, mốc này cũng là cái mốc thấp nhất của cái phiên bùng nổ theo đà trước đó, tức là cái phiên mà chúng ta có một cây nến tăng biên độ lớn là ngày 8 tháng 11. Nên cái việc mà chúng ta giữ trên cái mốc này là hết sức cần thiết cho cái đợt tăng lần này. Và nếu chúng ta quay về dưới cái mốc này đồng nghĩa là tất cả cái lượng cầu ở phía trên cái vùng 1075 vô hình chung nó sẽ biến thành một cái lượng cung do bị kẹp hàng ở vùng giá cao. Nên đó lý do vì sao mà tạm thời chúng ta đã xác định được cái biên ở phía dưới của cái vùng sideway, cái vùng cân bằng mà chúng ta kỳ vọng là quanh cái mốc 1075-1080 điểm. Và bây giờ thị trường đang có xu hướng tiếp tục phục hồi lên để test lại cái vùng kháng cự ở phía trên. Thì ngày hôm nay nó đã quay về kiểm tra lại cái mốc 1100 điểm. Và cái mốc này là cái mốc mà chúng ta đã liên tục có những cái sự giằng co tăng giảm đang xen qua cái ngưỡng 1100 điểm này 4 lần ở trong một tháng vừa qua anh chị thấy. Tức là cứ quanh 1100 điểm này chúng ta cứ giằng co liên tục tăng giảm tăng giảm tăng giảm. Và anh chị thấy được ngày hôm nay cơ bản khi mà chạm cái vùng kháng cự này, thị trường nó cũng có một cái sự dè chừng nhất định. Khi mà thị trường mặc dù có những thời điểm tăng rất tốt, cũng có những cổ phiếu tăng giúp cho cái đà tăng của VN chạm về cái mốc cao nhất của ngày hôm nay á, thì đâu đó loanh quanh là 1105. Nhưng mà cuối ngày thì cũng có cáp được chút rồi. Và kết phiên thì VN-Index đóng cửa mức là 1102,8 điểm, tương đương với mức tăng là 0,67%. Thanh khoản thì chỉ đạt 12.600 tỷ thôi. Nó giảm so với phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày hôm qua là một phiên test cung, nhưng mà thanh khoản ngày hôm nay còn thấp hơn cả phiên ngày hôm qua nữa. Nó cho thấy là cầu không thực sự quyết liệt mua ở cái vùng giá cao này. Nhưng điểm cộng là cái độ rộng thị trường á, chúng ta có 383 mã tăng so với lại là 122 mã giảm. Tức là ngày hôm nay có thể nói hầu hết các cổ phiếu bên trong thị trường đều duy trì được cái đà tăng của nó. Không có một nhóm ngành nào gọi là quá vượt trội ngoại trừ nhóm dầu khí và cái nhóm xây lắp điện. Nhóm dầu khí thì nó tăng khá là tốt nhờ vào cái thông tin dự án lô B, cái công ty con của BVS vừa được ký thêm một cái hợp đồng MNC cho cái dự án của lô B. Rồi có một cái thông tin về xây lắp điện, đó chính là cái ngân hàng Exim Bank ở Malaysia thì cũng đã lít cái nguồn về dự án nhiệt điện sông Hậu 2 cho TV2. Nên ngày hôm nay ngay từ đầu ngày thì TV2 đã có những cái mức tăng trần và dư mua trần. Từ đó nó cũng giúp cho BC1 tăng khá là tốt ở giai đoạn cuối ngày do nó cùng một cái nhóm ngành ha. Còn cái việc BVS tăng tốt nó cũng đã kéo theo cầu tham gia vào BVD, BVC hay là BVB. Thì nếu anh chị nào mà xem kênh của em nhiều thì anh chị luôn nhớ là mỗi khi mà nhắc tới nhóm dầu khí thì em đều nhấn mạnh là nếu chúng ta tham gia dầu khí giai đoạn này, chúng ta nên tham gia cái nhóm BV. Anh chị nhớ, chúng ta không nên tham gia những cái nhóm như là BSR, OI. Lý do là bởi vì cái nhóm này nó bị phụ thuộc nhiều vào giá dầu. Trong khi đó cái nhóm BV như là BVD, BVS hay là BVB, nó có những cái thông tin từ dự án lô B hỗ trợ, nên chắc chắn cái việc thu hút cầu của nó cũng như là cái quá trình tăng của nó sẽ dễ dàng hơn so với những cổ phiếu khác. Còn lại những cái nhóm như là chứng khoán, ngân hàng, bất động sản ngày hôm nay thì đa phần đều duy trì được cái sắc xanh, nhưng mà không tăng quá nhiều thôi. Ví dụ đến ngân hàng thì nó cũng có sự phân hóa, khi mà STB ngày hôm qua thì bật trở lại. Nhưng mà ngày hôm nay thì tiếp tục đạp cáp lực chốt lời từ phía khối ngoại, khi mà ngày hôm nay khối ngoại bán ròng cũng khoảng tầm 1.800.000. Thì em nghĩ là nó cũng loanh quanh xung quanh cái câu chuyện với bamboo thôi, bởi vì STB hiện tại thì vẫn vướng là vướng bamboo. Rồi Vietcombank ngày hôm nay giảm điểm một phần là để đè chỉ số, còn lại thì những cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn một xíu như là OCB, Liên Việt hay thậm chí là có BID, ACB ngày hôm nay cũng tăng nhẹ, giúp cho cái chỉ số của chúng ta cũng không có bị tác động quá lớn. Nhóm chứng khoán thì SHS tăng được khoảng 2,8% này, VCI, TCI tiếp tục tăng điểm khá là tốt. Nhìn chung thì ngày hôm nay đến nhóm chứng khoán hầu hết tất cả cổ phiếu đều duy trì được cái đà tăng của nó.
Trong đó thì nhóm vốn hóa lớn thì nó tăng yếu hơn một xíu, như là VND, SI, HCM thì tăng được loanh quanh khoảng tầm 1%. Bất động sản thì tiêu điểm vẫn là Nova, khi mà Nova vẫn cho thấy cái sức mạnh của nó sau khi mà nó test lại cái phiên hàng về khá là tốt, và kiểm tra lại cái vùng nền cũ trước đó. Nó chưa vượt hẳn qua được cái vùng gap quanh 18.3, tức là cái vùng mà ngày hôm trước khi mà nó chạm về nó bị tán ngược trở lại đó. Thì có thể là ngày mai nó sẽ tiếp tục quay về kiểm tra lại cái vùng đó một lần nữa. Nhưng mà cơ bản nếu mà nó chủ động lắp được cái gap đó thì xác suất rất là cao nó sẽ tiếp diễn cái đà tăng để lên cái vùng kháng cự đỉnh cũ phía trên này, là quanh ở đó khoảng tầm giá 21-22. Với bất động sản thì ngày hôm nay nhìn chung cũng không có gặp áp lực chốt lời quá nhiều. Xét về mặt tổng thể dòng tiền ngày hôm nay có thể nói ngày hôm nay là một phiên mà cầu yếu, nhưng mà thực ra cung cũng không quá dày khi mà chúng ta vẫn đóng cửa được ở trên ngưỡng là 1.100. Tức là mặc dù cầu không thực sự quá quyết liệt nhưng mà hầu hết tất cả cổ phiếu đều duy trì được cái đà tăng cho đến cuối ngày. Thì đây là một cái điểm cộng cho thấy rằng là gì, là chúng ta có một cái nền khá là tốt để test lại cái phiên hàng về của ngày ngày hôm qua, tức là ngày mai sẽ là phiên hàng về của ngày hôm qua, đúng không? Và khả năng chúng ta vẫn duy trì được trên cái ngưỡng 1.100 thì mình sẽ tiếp diễn cái đà tăng để kiểm tra về cái vùng biên trên của cái nền sideway của mình. Trong cái biên độ hiện tại là khoảng 1.075 cho tới 1.130 điểm, thì mình sẽ tiếp diễn để quay về kiểm tra những cái vùng kháng cự dày hơn ở phía trên này, là quanh 1.120 và 1.130. Đây thì đó là về tổng quay thị trường. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá sâu sâu hơn một xíu về cái diễn biến kỹ thuật đi, để cho anh chị nhìn thấy rõ hơn. Nhưng mà em vẫn thấy là hiện tại anh chị thấy ngày hôm qua cái video mình có nhắc một xíu về yếu tố phái sinh. Thì anh chị rõ ràng nếu chúng ta để ý thì hiện tại phái sinh vẫn mang tính chất lũng đoạn khá là nhiều, khi mà cái sự biến động của nó luôn luôn đi trước thị trường một nhịp, và từ đó dẫn đến việc là cái dòng tiền cũng bị cái thị trường phái sinh này định hướng. Ví dụ như chị thấy được là ngày hôm qua, rõ ràng cái việc mà thị trường bật trở lại vào cuối ngày, thì phái sinh nó cũng đã tăng trước một nhịp khá là sớm, rồi sau đó bắt đầu dòng tiền nó mới đổ vào cơ sở. Thì tương tự ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay thì cả ngày buổi sáng phái sinh thì lình xình dàn co trong cái biên độ 1.088 tới 1.092, sau đó cuối ngày nó có cái nhịp rướng lên chạm về 1.100, nhưng mà cáp lực bán cuối ngày một phần nó cũng xuất phát từ phái sinh, khi mà cả chỉ số này giảm nhanh từ 1.098 về 1.093, rồi bị ép thêm vào phiên ATC, nó khiến cho VN-Index không thể đóng cửa được ở mức cao nhất ngày. Nhưng nếu xét về mặt chỉ số hiện tại thì rõ ràng phiên ngày hôm nay vẫn là một phiên mà chúng ta giữ giá khá là tốt, khi mà phái sinh không hề mất quá sâu để tạo điểm mua giá rẻ. Nó quay ngược về cái nền buổi sáng thôi, thì khả năng ngày mai nó vẫn sẽ tiếp tục lên sinh ở trong cái vùng biên độ này, miễn sao nó vẫn không chui ngược về lại cái nền giá ở phía dưới này. Vì trong bối cảnh là sau một cái thời gian sideway rất là dài, và đã có cái nhịp cao trào bán thất bại, thì nếu bây giờ mà chúng ta tiếp tục quay về cái vùng biên dưới này thì khả năng giai đoạn sau chúng ta lại bị ép xuống tiếp ở cái vùng hỗ trợ phía dưới, lên quanh ngưỡng tầm là 1.070 tới 1.075. Đây, còn nếu mà chúng ta vẫn lên sinh được duy trì, miễn sao là trên được cái biên trên này, tức là ngưỡng tầm 1.085, có thể được ngày mai rung lắc tiếp, đưa chỉ số về test đâu đó khoảng 1.085, 1.087, và bật trở lại, thì cơ bản là chúng ta vẫn duy trì được cái xu hướng long, và cái xu thế ngắn hạn thì vẫn là ưu tiên cho phe long. Cá nhân đánh giá thì chúng ta sẽ cần test lại cái ngưỡng 1.100 điểm lần nữa, bởi vì thực tế ngày hôm nay cái điểm cao nhất mà chúng ta chạm về thì loanh quanh khoảng tầm 1.098.7 thôi. Mình chưa chạm được 1.100, nên có thể nếu mà ngày mai có cái nhịp ép xuống, thì mình có thể canh lo quanh những cái vùng hỗ trợ này để chỉ số có thể quay về kiểm tra cái vùng kháng cự tầm 1.100 điểm một lần nữa. Khi đó mình xem cái lượng cầu ở phía trên nó như thế nào ha. Thì đó là với diễn biến ngắn hạn hiện tại của phái sinh. Chị chú ý ha, phái sinh hiện tại điểm nhấn đó chính là nó đừng quay về dưới cái nền này. Nếu mà nó quay về dưới cái nền sideway này một lần nữa thì khả năng rất cao giai đoạn sau chúng ta sẽ cần thêm một cái nhịp cao trào bán, và có thể cái việc mà chúng ta quay về kiểm tra 1.075 lần thứ ba, nó sẽ bị một cái tác dụng ngược, là như ngày hôm trước có nói rồi, cái việc mà chúng ta test lại một cái vùng hỗ trợ quá nhiều lần á, thông thường cái kết quả của nó mang lại là không tốt. Tức là khi đó chúng ta rất là dễ bị một cái hiệu ứng, đó chính là tâm lý nhà đầu tư luôn cho rằng đó là một cái mốc hỗ trợ mạnh, và sẽ không thể kích bán được ở những cái vùng hỗ trợ đó. Và vô hình chung nó dẫn tới là gì, là những cái vùng đó là những cái vùng mà nó tạo hy vọng cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua thêm, và nếu mà nhà đầu tư không chịu bán hàng ra mà nhà đầu tư cứ mua thêm quanh cái vùng đó thì chắc chắn là chúng ta không thể nào đi xa được, là bởi vì cái lượng cung đeo bám từ nhà đầu tư cá nhân là quá nhiều. Thì anh chị để giùm em cái diễn biến đó từ phái sinh ha. Rồi còn về diễn biến của thị trường cơ sở thì hiện tại ngày hôm nay là một cái phiên mà chúng ta chạm về cái vùng kháng cự biên trên, cái vùng kháng cự của tâm lý là 1.100, nó cũng tương đương với lại cái mốc MA20 và MA10. Thì cơ bản ngày hôm nay chúng ta đóng cửa vẫn trên cái ngưỡng này, thì có thể chúng ta sẽ cần lình xình lên quanh đây khoảng 1 tới 2 phiên để hấp thụ cung lên quanh cái ngưỡng 1.100, cũng như thử thách tại cái mốc MA10 và MA20 này. Nhưng mà hiện tại xét về mặt kỹ thuật thì rõ ràng chúng ta vẫn chưa có gì đó quá chưa quá đáng lo.
khi mà hiện tại cái áp lực bán vẫn chưa quá lớn và cái volume nó thấp. Thực ra nếu mà anh chị đầu tư á, thì có cái điểm mà em cần lưu ý, thực ra volume thấp nó không phải là vấn đề. Volume thấp thực ra nó chỉ cho thấy rằng là có sự thận trọng giữa nhà đầu tư cá nhân và cả tổ chức thôi, tức là cơ bản là họ không có muốn đẩy cái mức vol lên cao hơn để kích hoạt cái dòng tiền cả phe mua và phe bán nha. Volume thấp chỉ xấu khi mà trước đó là chúng ta có cái áp lực bán lớn, rồi sau đó khi mà phục hồi lại volume thấp, nó cho thấy là chúng ta thiếu cầu. Chúng ta thường gọi những cây nến nó gọi là no demand bar. Còn trong một cái bối cảnh sao quay như hiện tại, thật ra volume thấp nó không phải là xấu mà nó chỉ thể hiện cái sự lưỡng lự. Thì tất nhiên lưỡng lự nó cũng sẽ tốt cho cả phe mua và phe bán, là bởi vì nó chưa có thực sự là có một cái động thái gọi là nghiêng hẳn về cái phe nào. Lấy ví dụ như nếu mà bây giờ giá tăng lên nhưng volume lớn, ví dụ ngày hôm nay đi, là một cái nó rút chân, nhưng nếu volume nó quá lớn thì cái rủi ro sẽ cao hơn rất nhiều, tại vì chúng ta rút chân trên mà, thì cái áp lực bán nó quá dày ở phía trên. Nhưng mà cái việc mà chúng ta tăng trong nghi ngờ và cái volume nó thấp như ngày hôm nay, thì em nghĩ là cái xu hướng nó cũng sẽ khó bị bẻ gãy sớm. Tức là nó sẽ không có đe dọa lên được xu hướng sideways hiện tại của thị trường. Nhưng mà nếu ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện một cây nến volume to, nhưng mà giá nó không tăng được hay thậm chí nó không vượt qua được 1.100, thì cái đó nó mới xấu. Còn đối với em hiện tại, cái việc mà chúng ta tăng lên với volume thấp trong cái bối cảnh mà tâm lý nhà đầu tư vẫn nghi ngờ như hiện tại thì không phải là xấu. Thì mình cứ follow tiếp cái diễn biến cân bằng trong cái biên độ sideways của mình thôi. Tức là cái chiến lược về ngày hôm qua em có nói với anh chị đó, cái chiến lược mua sideways của mình vẫn áp dụng được trong cái bối cảnh này. Và chúng ta tránh cái việc là mua trả qua trả lại thôi. Ví dụ ngày hôm trước, nếu anh chị nào mà xem kênh của em thì em luôn nói về BVD, BVS đúng không? Thì nó có hai biên đúng không? Nhưng BVS là biên dưới là 35, biên trên là 39. Rồi BVD thì là chính xác là 40. BVD thì nó cũng có hai biên. Cái vùng biên dưới này thì loanh quanh đâu đó khoảng tầm là đây. Trước mình coi chạy. Đấy, đây nè. Anh chị thấy là nó có hai biên. Cái biên dưới của mình là loanh quanh cái vùng hỗ trợ khoảng tầm giá 25. Và biên trên của mình thì loanh quanh đâu đó cái vùng kháng cự phía trên là khoảng tầm giá 28. Đấy, thì mình cứ bám sát hai biên này mình trading. Và hiện tại thì nó đang ở gần sát biên trên, thì ở cái vùng phía trên này hiện tại xét về mặt kỹ thuật, tức là xét về mặt xu thế hiện tại, thì nó lại là cái giai đoạn mà chúng ta phải bắt đầu cân nhắc là có nên chốt lời hay không, thay vì chúng ta cố rướn mua ở những cái vùng kháng cự phía trên này. Là bởi vì đoạn này nếu mà break lên á, thì thật ra cái xác suất mà break fail khá là cao, khi mà thị trường vẫn chưa cho thấy cái sự đồng thuận về dòng tiền như thế, nên chúng ta cũng sẽ cần thường á, đối với những trường hợp này chúng ta cứ chủ động nâng cái chặn lãi lên tiếp cái vùng khoảng tầm 28. Thì nếu trong những phiên tới mà sau cái phiên bùng nổ volume to thế này mà giá lại quay ngược về dưới 28 lần nữa, thì vô hình chung nó sẽ tạo điểm mua giá rẻ, thì khi đó mình cứ canh chốt ra luôn đối với lại BVD ha. Thì đó là cách để chúng ta thứ nhất là bảo toàn được cái phần lãi, và cái thứ hai là chúng ta sẽ gì bám sát cái biên độ để mình trade đi. Đối với thị trường cũng vậy thôi đấy, đối với các cổ phiếu cũng vậy. Thì anh chị vẫn theo dõi cái diễn biến giao dịch trong cái biên độ hiện tại của VN-Index ha. Biên dưới là khoảng 1.075 và biên trên là 1.120. Thì nếu mà hiện tại mà chúng ta ngày hôm trước đã mua hàng, có thể là đang bị âm nhẹ, thì vẫn có thể follow tiếp để chờ nó quay về cái vùng giá vốn mình đã mua, và nó test lại cái đỉnh cũ trước đó, xem là cái động lực của cầu nó có đủ sức để vượt qua được hay không, chứ cũng không nên chạy qua chạy lại ở đoạn này, tránh cái trường hợp là đứng núi này trông núi nọ thôi. Là bởi vì có rất nhiều trường hợp khi mà chúng ta bán một cái cổ phiếu đang break đó, bán một cái cổ phiếu mà đang lên sình, rồi sau đó đi mua những cổ phiếu break á, thì chúng ta bị rất là dễ bị lỗ kép, là những cái ông mà break lên á, thì dễ fail lại quay về nền, trong khi đó những cái ông mà gọi là lên sân không tăng được, thì khi mà những cái ông kia break fail thì tự nhiên dòng tiền nó chốt là chuyển sang những cái ông chưa tăng, thì khi đó những cái ông mình bán ra lại tăng. Nên đó là cái chiến lược hiện tại mà em nghĩ là nó vẫn hiệu quả đối với cái thị trường ở giai đoạn này. Và thêm một cái nữa là nếu mà chúng ta nhìn á, với cái lượng cầu ngày hôm nay, thực ra thì chưa quá quyết liệt, và chưa thực sự thể hiện được cái sức mạnh của cái lượng cầu tiếp diễn ngày hôm qua, nên phiên ngày mai chúng ta vẫn nên là một phiên duy trì, ít nhất là chúng ta vẫn neo được trên 1.100 nha, có thể đỏ nhẹ nhưng mà vẫn giữ được trên 1.100, là một phiên test cung với cái volume thấp. Chứ nếu phiên ngày mai mà chúng ta tán ngược về dưới 1.100 thì cơ bản là có thể kích hoạt tiếp cái lực bán để nó quay về nó test tại cái hỗ trợ dưới 1.075 một lần nữa. Nhưng mà nhìn cái cách mà cầu diễn biến trong ngày hôm nay cũng như là giai đoạn gần đây, mặc dù chứng khoán thế giới tăng rất tốt, nhưng thị trường lại không thực sự tiếp diễn được theo cái xu hướng đó, thì nó cho thấy rằng là khả năng em nghĩ là hiện tại phía tạo lập, tức là phía mà dòng tiền lớn, có vẻ họ vẫn đang trông đợi một cái điều gì đó, hoặc là họ đang trông đợi một thông tin xấu, một thông tin xấu, hoặc là họ đang trông đợi vào một cái sự điều chỉnh của chứng khoán thế giới, tức là rõ ràng dòng tiền lớn vẫn đang phải chờ cái diễn biến từ chứng khoán thế giới hoặc là cái gì đó, thì họ mới chỉnh lại và luôn có cái lực bán chặn ở phía trên như thế này. Thì có thể là khi cái thông tin đó nó xuất hiện, hoặc là khi mà chứng khoán thế giới bắt đầu điều chỉnh, thì có thể đó là cái thời điểm tốt nhất để họ có thể rũ bỏ được cái lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám, và lúc đó khi mà họ tăng lên thì cái đà tăng nó cũng sẽ trong cái sự nghi ngờ, chứ nó không thực sự là gì là có cái lượng nhà đầu tư FOMO quá nhiều. Anh chị cứ dùng một đoạn này mà chỉ cần VN-Index ngày hôm nay đi, nó rướng lên nó tăng được một phiên tăng tốt rồi, thì chắc chắn là cái lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám sẽ rất nhiều. Thay vào đó thì em nghĩ là họ đang
trông đợi vào một cái thông tin gì đó thì họ mới có cái áp lực bán chặn ở phía trên như thế này. À, cái áp lực bán chặn này khá là đều đặn ha. À, anh chị thấy được cái lúc mà nó rướng ở quanh 1120 thì nó vẫn xuất hiện, và cho cả cái nến ngày hôm nay nó vẫn xuất hiện cái áp lực bán đó. À, rồi thì anh chị để ý thêm giùm em. À, với lại có một cái yếu tố nữa là bởi vì á, anh chị để ý là cái mức tăng của các cái chỉ số như là Dow Jones hay là Nasdaq á, thì nó đều đã tăng được khoảng tầm hơn 10% từ vùng đáy rồi. À, cũng chưa có điều chỉnh. VN-Index thì mình thì có, VN-Index mình thực ra nếu mà tính ra từ vùng đáy thì mình tăng được khoảng tầm cũng 10% á, lên quanh 10% thì mình đã có một cái nhịp discount đâu đó khoảng tầm là 5% rồi. À, vậy tức thì rõ ràng hiện tại cái nhịp điều chỉnh của VN-Index ở giai đoạn vừa rồi khá là tốt. À, nó giúp cho VN có thể gọi là một phần hấp thụ là cái lượng cung tham gia bắt đáy. À, một phần cũng gọi là gì? À, theo dõi diễn biến từ chứng khoán thế giới, tức là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái phòng thủ. À, và theo dõi cái diễn biến từ chứng khoán thế giới. Em nghĩ là dòng tiền lớn đang chờ đợi chứng khoán thế giới có cái nhịp điều chỉnh xuống, thì khi đó có thể là họ sẽ hấp thụ tốt và có thể tạo ra được những cái nhịp tăng giá bỏ rơi giúp cho thị trường đi lên được tốt hơn ở những cái giai đoạn sau. À, thì ngày hôm qua thì chỉ số DXY nó giảm về cái ngưỡng là 102, về dưới 103 và 102.75, nó cho thấy rằng là hiện tại cái lo ngại của nhà đầu tư về lãi suất là không còn nhiều nữa. À, không còn nhiều nữa. À, nếu như vài phiên trước chúng ta đang ở mức là 106 thì hiện tại là 102. À, và hầu như tất cả chuyên gia đều đang thiên về chiều hướng là Fed sẽ không còn tăng lãi suất và sẽ bắt đầu đảo chiều chính sách tiền tệ vào đầu năm sau, có thể rơi vào khoảng tháng 3 hoặc là tháng 5. Và nếu mà cái việc mà Fed đảo chiều chính sách tiền tệ diễn ra càng sớm thì cái dòng tiền, cái lực cầu tham gia vào thị trường nó sẽ càng tham gia mạnh mẽ hơn. À, lý do là bởi vì cho thấy được là Fed đang rất là tự tin vào các chính sách của mình, và đặc biệt là về lạm phát, đặc biệt là về lạm phát. Đấy, thì đó là cái điểm cộng. Nhưng mà ngày hôm qua DXY giảm nhiều như vậy nhưng mà Dow Jones không tăng được nhiều, Nasdaq cũng không tăng được nhiều. Thì em nghĩ một phần là bởi vì nó đang gặp cái kháng cự ở đỉnh cũ, và cũng do nó đã tăng quá nhiều rồi nên cái lượng cung kẹp hàng của nó, cái lượng cung mà có lãi của nó sẽ nhiều hơn. À, nên đó là lý do vì sao mà em nghĩ là hiện tại tạo lập họ sẽ không có dám chủ động kéo sớm, kéo mạnh, mà họ có vẻ đang chờ một cái nhịp điều chỉnh xuống của Nasdaq hay là Dow Jones để có thể test lại cung của thị trường Việt Nam luôn. À, và từ đó có thể là họ sẽ hấp thụ được thêm một cái lượng hàng nữa trước khi mà họ có những cái nhịp tăng tiếp diễn ở giai đoạn sau ha. À, nên có vẻ là em nghĩ là chứng khoán thế giới nên có một nhịp chỉnh để thử thách cái lượng cầu đối với lại thị trường ở trong nước mình, thì sẽ giúp cho VN-Index chúng ta khỏe hơn rất nhiều ở giai đoạn sau. Rồi, thì đó là về cái diễn biến của thị trường hiện tại mà chúng ta cần lưu ý. Thật ra nếu đứng ở góc độ của em hiện tại xét về các thông tin nữa nha, ngoại trừ cái câu chuyện bắt bớ, thật ra vẫn có một số những cái rumor liên quan tới câu chuyện bắt bớ, nhưng mà ngoại trừ những câu chuyện bắt bớ ra thì xét về các yếu tố vĩ mô hiện tại như là tỷ giá, như là lãi suất, ngày hôm nay Vietcombank tiếp tục đưa ra một cái biểu lãi suất rất là thấp. Và đây là một trong những cái ngày hôm qua em có nhấn mạnh rồi đúng không? Ngày hôm qua có cái bài báo về việc là tiền gửi tiết kiệm tăng kỷ lục ấy, mặc dù lãi suất thấp ấy, thì thật ra nó vẫn đang mang tính chất gọi là hơi chủ quan một xíu, nó sẽ cần phản ánh đúng là khoảng tầm đầu năm sau. Cái con số mà em nghĩ là hợp lý là đầu năm sau mình sẽ thấy rõ hơn, là bởi vì cái lượng mà gửi tiết kiệm cuối năm ngoái lãi suất vẫn cao thì họ vẫn cầm, họ vẫn hold ở đó thôi. Nhưng mà một năm sau á, tức là đầu năm sau á, là cái giai đoạn mà những cái khoản này sẽ bị đáo hạn. Thì khi đó em nghĩ là có thể dòng tiền nó sẽ đổ vào chứng khoán tốt hơn. Là giai đoạn đầu năm 2024 á. Rồi, và với những cái yếu tố từ chứng khoán thế giới nữa thì rõ ràng hiện tại cái việc mà VIN đi điều chỉnh và VN-Index nó điều chỉnh sâu á, thì em nghĩ là nó sẽ hơi khó, tức là cái lượng cầu đang trực chờ tham gia ở dưới khá là nhiều để giúp cho VIN có một cái vùng cân bằng và hấp thụ lại cái lượng cung chốt lời ra. Nên theo quan điểm cá nhân của em, kịch bản trước mắt mà chúng ta đang thấy là khả quan nhất đó chính là sideways. Trước khi mà chúng ta có những cái yếu tố như em nói, hoặc là thế giới điều chỉnh, chúng ta hấp thụ lại cái lượng cung đó và chúng ta đi lên trong nghi ngờ luôn, hoặc là chúng ta cần thêm một cái yếu tố về dòng dẫn dắt, là bởi vì anh chị thấy là giai đoạn này cứ tăng lên sình tăng giảm đan xen, thì rất là khó để chỉ số đi xa được, thì buộc phải có cái dòng dẫn dắt. Thì cái dòng dẫn dắt hiện tại mà nói là khả thi thì có nhóm là thép, là vẫn là đang nhóm tiệm cận cái đỉnh cũ. Nhóm bất động sản thì có một số cổ phiếu như BDR hay là Nova thì vẫn cho thấy là cái sức mạnh giá khá là tốt. Thì đây là hai nhóm có khả năng có thể dẫn dắt, nhưng mà tất nhiên thì mình vẫn ưu tiên thép hơn. Bất động sản thì còn nhiều vấn đề về cái câu chuyện trái phiếu. Còn những cái nhóm như là chứng khoán này hay là ngân hàng này thì nó sẽ khó hơn. Một phần là bởi vì cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên nó cũng khá là nhiều. Nhưng tất nhiên chỉ cần một nhóm là được, một cái nhóm ngành dẫn dắt thôi. Hay thậm chí là cả dầu khí, nhưng mà dầu khí từ xưa tới nay em rất ít khi thấy nó dẫn dắt được nha. Dầu khí thì chỉ có thời điểm trước á, có cái giai đoạn mà sóng dầu khí nó lên rất là mạnh và nó kéo dòng tiền vào thị trường á, là thời điểm đó khi giá dầu tăng lên mạnh. Giá dầu tăng lên mạnh. Nhưng trong cái bối cảnh hiện tại thì cá nhân đánh giá cái xác suất mà giá dầu tăng cao không có nhiều.
À, là bởi vì em đã từng nói với anh chị về cái diễn biến cả cung và cầu hiện tại đều không không ủng hộ cho cái việc giá dầu tăng quá cao. Mà chị thấy được là những ngày gần đây á, thì cái giá mà hàng hóa tăng rất là tốt nha. Cái giá commodity này như vàng hiện tại là trên hai mức 2.000 rồi. À, vàng trên mức 2.000 cũng là một trong những cái signal cho thấy là tiền đang có sự trú ẩn, đang có xu hướng là đi trú ẩn rủi ro. À, trong khi đó thì những cái kênh hàng hóa khác như là dầu này, như là đồng này, như là thép này thì đều tăng trở lại từ vùng đáy đúng không? Hay thậm chí là cả những cái mặt hàng thực phẩm nó đều tăng tăng trở lại. À, đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng là ở trong nước mình đó, thì có thể chúng ta sẽ bay vào những cái nhóm hàng hóa. Tức là có thể chúng ta sẽ có những con sóng hàng hóa ngắn như là phân bón, như là thép, như là thậm chí là cả cao su, hay là nếu anh chị nào mà follow kỹ thì cả giá đường nữa. Tức là khả năng rất là cao đoạn tới có thể là sẽ có cái con sóng liên quan tới giá cả hàng hóa. Khi mà cái làn sóng tăng giá hàng hóa đang đẩy lên nhanh như vậy, thì mình cũng sẽ follow cái diễn biến của các cổ phiếu về các nhóm này ở trong giai đoạn tới, để mình xem cái yếu tố về dòng tiền lớn nó có tham gia tiếp tục hay không ha. Thì từ đó mình có thể trading theo những cái nhóm ngành này. Thì đó là cái kỳ vọng hiện tại của em đối với thị trường thôi. Tức là em đánh giá hiện tại khả năng thị trường đi lên nhanh sẽ khó, bởi vì hiện tại đang bị thiếu cầu. Chúng ta chưa có yếu tố dẫn dắt, và chúng ta vẫn thấy được cái áp lực bán chặn ở phía trên là nhiều, nhưng mà điều chỉnh sâu thì cũng sẽ khó, là bởi vì chúng ta có quá nhiều thông tin tích cực hỗ trợ. Tức là cái lượng cầu đang chực chờ mua ở phía dưới nó cũng nhiều. Đó là lý do vì sao mà hiện tại kịch bản sideways là khả quan nhất. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái diễn biến dòng tiền, đặc biệt là cái yếu tố về dòng dẫn dắt, để xem khi mà nó tiệm cận về những cái vùng kháng cự dày hơn, như là 1120 hay là 1130, thì cái phản ứng tại đó của lượng cầu sẽ như thế nào ha. Và tốt nhất ở giai đoạn này là nên cần một cái nhịp điều chỉnh của chứng khoán thế giới, hoặc là một cái thông tin gì đó mà gọi là tương đối xấu, để chúng ta thử thách. Khi mà cái lượng cung từ nhà đầu tư cá nhân đổ ra, là bởi vì đa phần nhà đầu tư cá nhân sẽ mua bán theo thông tin, thì khi đó mình xem cái quá trình mà cầu hấp thụ là sẽ như thế nào, thì từ đó mình sẽ biết được cái tức là cái đà tăng của thị trường ở giai đoạn sau đó, nó sẽ được củng cố nhiều hơn, củng cố tốt hơn, là bởi vì cái lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám ít. Còn nếu mà anh chị thấy ở đoạn này nhà đầu tư cá nhân bắt đầu tham gia nhiều, bây giờ có kéo lên đi chăng nữa thì cũng rất là khó đi xa, khó đi xa, là bởi vì cái lượng cung bây giờ cứ lên tầm 1.40 là bắt đầu bị chốt xuống thôi, là bởi vì cái lượng cung ở trên nó cũng dày và thêm cả cái lượng cung chốt lời từ có lãi nữa, nên trước khi lên em nghĩ là nó vẫn cần một cái yếu tố thông tin để làm sao rũ bỏ được một cái lượng nhà đầu tư tương đối, hoặc là cái quá trình đi lên của nó cũng phải tạo được cái sự nghi ngờ nhất định. Thì đó là cái diễn biến kỳ vọng sắp tới của chúng ta về thị trường ha. Rồi thì hiện tại anh chị mà đang theo dõi video của em, nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên bấm like video nha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký nè. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo cũng như là số điện thoại này. Thì nếu anh chị nào có nhu cầu ha, đang muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn về danh mục về cổ phiếu, thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em, để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư. Ngoài ra thì em cũng có để cái đường link nhóm cộng đồng, anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để tham gia vào room cộng đồng, để trao đổi chia sẻ nhiều hơn với anh chị ở trong room cộng đồng ha. Thì cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em nha. Thì bây giờ em sẽ đi sơ lược về một số những cái nhóm ngành đi, để cho anh chị nắm hơn về cái diễn biến dòng tiền hiện tại. Thì ngày hôm nay nhóm ngân hàng thì tiêu điểm có lẽ là những cổ phiếu như STB, tiếp tục chịu áp lực bán. Thì tất nhiên là STB áp lực lớn hơn sẽ là phiên ngày mai. Thật ra phiên ngày hôm nay là một phiên test lại cũng khá là tốt khi volume không tăng lên, cho thấy được là nó đang vớt lại hoàn, tức là nó đang gọi là rũ nốt cái lượng cung cuối cùng. Tất nhiên điểm cộng sẽ là phiên ngày mai là một phiên bật lên trở lại quanh ký ngưỡng tầm giá 28. Miễn sao ngày mai đóng cửa lại trên 28 thì coi như STB khả năng tạo đáy thành công, và có thể nó sẽ tiếp diễn cái đà tăng để nó bật lại trên cái vùng 29 này khá cao. Thì anh chị nào mà đang cầm STB cũng lưu ý ha. Nhìn chung thì em nghĩ là nó đang gặp khá là nhiều tin xấu, ví dụ như ngày hôm qua em vừa đề cập tới MWG, anh chị nhớ không? MWG cái vấn đề lớn nhất của nó là giai đoạn này quá nhiều thông tin xấu về cả cái đóng chi nhánh, về cả cắt giảm nhân sự, về cả lợi nhuận, thậm chí sắp tới nó sẽ bị loại ra khỏi cái quỹ ETF Diamond với một cái lượng cung rất lớn nha. Khi anh chị bị loại ra khỏi cái quỹ Diamond đó thì sẽ có một cái lượng bán ra rất lớn của các quỹ ETF khi mà họ cơ cấu. Đó là lý do vì sao mà anh chị thấy được cái MWG đoạn vừa rồi hầu như không tăng được xa, không đi xa được. Và ngày hôm nay nó cũng có nỗ lực tăng lên, nó rướng về cái vùng phía trên, nó chạm được cái đường EMA 10 và EMA 20, sau đó bị tán ngược trở lại. Thì tất nhiên phiên ngày hôm nay cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là cầu đang bắt đầu chấp nhận vào, và đang muốn tạo, tức là đang muốn giúp cho nó chinh phục lại những cái vùng kháng cự ngắn ở phía trên này. Thì nếu mà đoạn tới chị thấy nó chủ động nó vượt lại trên được cái ngưỡng khoảng tầm quanh cái EMA 20 đấy, 39.540 đấy, thì khả năng giai đoạn sau nó tạo đáy cũng cao. Còn nếu mà đoạn này nó lại sao quay đi ngang vùng đáy thì coi như nó là coi như nó sẽ cần một cái nhịp retest lại, tức là test là cái đáy cũ tiếp. Nhưng mà đối với những cổ phiếu nào mà đoạn này quá nhiều tin xấu nó ra đó thì mình hoàn toàn có thể follow được cái quá trình mình hấp thụ, bởi vì nếu mà tin xấu ra hết rồi, cơ bản là nhà đầu tư cá nhân cũng bán hết rồi, thì có thể là giai đoạn sau nó sẽ rất là dễ tạo đáy đi lên đó.
À rồi ha, chúng ta nói về ngân hàng một xíu là chúng ta ngày hôm nay chúng ta đi qua về ACB này. ACB thì cá nhân em vẫn kỳ vọng là nó sẽ có thể cân bằng được quanh cái vùng khoảng tầm giá 22 này. Ngày hôm nay điểm cao nhất nó chạm về được là 22.35, nhưng mà áp lực bán thì vẫn khá là dày ở phía trên này. À, nhìn chung đa phần ngày hôm nay đều gặp khó tại cái vùng EMA 10 và EMA 20 á. Ngay cả thị trường ngày hôm nay cũng chạm với cái EMA 10 và EMA 20. À, áp lực cung thì vẫn có, chưa có thực sự chủ động vượt qua được. À, nó đóng cửa thì lăn quanh cái vùng đó thôi. À, nên nó bị bán ngược trở lại, nhưng mà cái vùng hỗ trợ lên quanh 22 thì vẫn tốt. Thì nếu anh chị nào đang cầm thì follow tiếp cái hỗ trợ dưới khoảng tầm 21.8 nè. À, nếu mà quay về đóng cửa dưới 21.8 thì khá là xấu. À, và chúng ta vẫn follow tiếp cái khả năng mà nó vượt lên, tức là cái kỳ vọng là nó quay về nó test là cái đỉnh cũ phía trên này, à, là khoảng tầm giá 23.5 ha. À, rồi à, BID thì nhìn chung là những mã này nó mang tính chất điều tiết thôi, volume rất là đều. À, thì hiện tại BID đang giữ nền khá là tốt, thì trước mắt nếu anh chị là mình đang cầm BID thì em nghĩ là mình cầm tiếp được. À, và mình chú ý cho em cái hỗ trợ dưới này lên quanh đâu đó khoảng tầm giá 38, à, khoảng tầm giá 38 thì follow tiếp thôi. Cái hỗ trợ này là cái hỗ trợ đáy cũ trước đó bên này luôn nè, à, cái nền giá bên này nè. À, thật ra cái nhịp bán này là một cái nhịp cao trào, à, và sau khi chúng ta bật trở lại thì coi như chúng ta đã test lại thành công cái nhịp cao trào đó, thì xem như cái mốc hỗ trợ quanh 38 là cái mốc hỗ trợ chốt chặn, à, đối với lại BID. Nhưng mà BID thật ra em nghĩ cái lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia không nhiều, em nghĩ đa phần là tổ chức họ tham gia để họ điều tiết chỉ số thôi. À, công thương thì em vẫn kỳ vọng nó quay về đỉnh cũ thêm một nhịp ha. Nhìn chung đối với nhóm ngân hàng thì đa phần em nghĩ nó sẽ sớm cân bằng trở lại quanh cái vùng hỗ trợ dưới này. À, một phần là bởi vì cái lực cầu tham gia ở đó khá là tốt, và em kỳ vọng nó sẽ nỗ lực để nó quay về nó kiểm tra là cái vùng đỉnh cũ ở phía trên. À, kiểu như sim này do nó test lại fail hai đỉnh cũ rồi, nhưng mà sim ngày hôm trước nữa, chị nào mà nhớ, anh chị nào mà xem kênh của em thì anh chị sẽ không bị dính những cái nhịp trap ở đây. Anh chị nhớ lúc mà nó lên cái vùng 19x á, thì nó ra rất là nhiều tin liên quan tới việc là get sẽ kéo đúng không, có nguồn lực từ get sau khi get bán cái mạng điện đúng không. À, thì sau đó chị thấy nó vẫn đạt về cái vùng hỗ trợ dưới 18 này. À, thì xem như là cái lượng cung ở phía trên này cũng khá là dày đấy. À, thì ngắn hạn đối với em thì ESIM nó cũng đã test lại fail hai đỉnh phía trên rồi, nên tạm thời thì mình follow thêm cái quá trình mà nó test lại cái vùng cầu ở dưới này khoảng tầm giá 17.8-18 ha. À, nếu mà ngắn hạn nó sideways được quanh đây thì giai đoạn sau mới cân nhắc volume, nó cần giảm đi một xíu nha, volume hiện tại vẫn khá là lớn. À, cho thấy áp lực bán vẫn khá nhiều. À, rồi STB thì mình nói rồi ha, STB thì phiên ngày hôm nay test xuống phiên ngày mai nên tăng nhẹ lại thì tốt. À, đối với lại STB, Techcom cũng vậy, Techcom ngày hôm nay cũng chịu áp lực bán ở trong phiên, nhưng mà ngày hôm nay là một phiên áp lực bán không lớn. À, thì nếu mà ngày mai là một phiên tăng nhẹ, à, tiếp diễn cái phiên test ngày hôm nay, thì khả năng đại sao chúng ta có thể quay tiếp về cái vùng biên trên là khoảng tầm giá 30.5. À, nếu mà vượt lên trên được 30.5 này thì khả năng em nghĩ là chúng ta sẽ test tiếp cái vùng biên trên của nhịp sideway trước đó là khoảng tầm giá 32 đối với Techcom nè. À, rồi VPBank thì vẫn đang nén khá là chặt ha, ngày hôm nay vẫn nén tiếp, volume vẫn giảm. À, thì mình cần một cái nhịp cầu đổ vào, à, ngược lại là áp lực bán xuống để xác định cái xu hướng kế tiếp. À, nhìn chung nó đang ở trong quá trình sideways, à, biên độ thì cũng hẹp dần, volume thì cũng hẹp dần. À, thì mình follow tiếp cái diễn biến cung cầu ở giai đoạn sau ha. À, rồi OCB thì ngắn hạn thì anh chị thấy là áp lực cung ở vùng đỉnh cũ này khá là dày nè, cái vùng này nó bị bán liên tiếp hai phiên volume rất là to. Hiện tại ở dưới này thì volume lại thấp, đồng nghĩa việc là hiện tại cầu thực sự vẫn chưa quay lại cover đâu. À, nên nếu anh chị nào đang cầm OCB thì anh chị chú ý giùm em, nếu mà giá nó quay về lại cái biên trên là khoảng tầm giá 14 á, thì mình canh mình đảo dần ra. À, mình canh mình đảo dần ra, bởi vì cái hai biên của nó hiện tại là cái biên dưới là khoảng tầm 13, biên trên là 14 nè. À, nó trading trong cái biên độ này. À, nên mình sẽ ưu tiên là mình bán ở cái vùng biên trên này là do áp lực cung trên này vẫn lớn, à, cái lượng kẹp hàng vẫn nhiều. À, và mình sẽ mua lại ở biên dưới là quanh khoảng tầm giá 12.5-13 ha. À, bất động sản thì mình để ngày hôm nay là có DG, DSG. À, ngày hôm nay tất cả cổ phiếu đều đang vẫn đang dằn co trong cái biên độ ngày hôm qua em nói thôi, thì mình cứ bám tiếp cái biên đó thôi. Ví dụ DSG biên của mình là khoảng tầm 19-21 thì anh chị nào mà trading thì cứ bám biên nó mà trading tiếp. À, mua mới thì mình sẽ ưu tiên mua cái vùng khoảng tầm 19-19.5. À, DG thì cũng là biên khoảng tầm 24 cho tới khoảng tầm giá 28 ở phía trên này, 27. À, thì nếu anh chị nào mua mới thì sẽ ưu tiên mua quanh cái vùng khoảng tầm giá 24-24.5 đối với lại DG ha. À, còn nếu mà đang có vị thế rồi thì cứ ưu tiên stop loss là cái vùng biên dưới này, đặc biệt là cái gap. À, đa phần là đều test lại cái hỗ trợ gap down ở phía dưới này, gap up ở phía dưới này, à, và giữ lại khá là tốt. À, đối với lại Nam Long thì vẫn đang test cung thôi. Nam Long này trước mắt anh chị thấy, nếu anh chị nào mà đang cầm thì khả năng em nghĩ mua mới thì mình ưu tiên khi mà nó ở test về cái biên dưới này khoảng tầm 35 lần nữa, hoặc là khi mà nó confirm là kháng cự phía trên là khoảng tầm giá 38. À, nhìn chung thì đoạn này bất động sản thì có lẽ tích cực nhất vẫn là những mã cổ phiếu mà nó mang tính chất gọi là à, cái cung cầu nó tự nhiên, nó cung cầu nó gọi là nó thoải mái hơn, tức là nó dễ điều tiết hơn, như là kiểu BDR hay là Nova đó. À, như BDR hiện tại thì mình kỳ vọng nó quay về đỉnh cổ phía trên là khoảng tầm giá 28.8, à, tới 29 nè. À, nếu chị nào mà đang cầm thì mình nên stop loss lên quanh khoảng tầm giá 26 luôn. À, do test lại 26 hai lần rồi, nếu mà bây giờ quay về dưới đó lần nữa thì khả năng rất cao nó sẽ bị bán tiếp, à, và bán thủng cái đáy cũ. À, Nova thì hiện tại cứ cầm tiếp và nâng chủ động stop loss lên khoảng tầm 17 thôi. À, Nova thì gặp khó là tại cái gap này nè anh chị. Đây chị thấy không, nó test lại cái gap này ngày hôm nay không thành công và test lại hai lần rồi. À, thì có thể ngày mai sẽ rướn lên thêm một nhịp trở, nhưng mà nếu mà ngày mai bị bán ngược trở lại, tức là
chạm về phía trên này bị bán ngược lại lần nữa thì có thể là sẽ cần phải quay về cái vùng hỗ trợ bên dưới này, là quanh 17 ha. Và đó vẫn phải nên chủ động giữ trên 17 nha. Nếu mà đóng cửa dưới 17 thì khá xấu. Rồi Hà đô thì nó có cái phiên bị bán ngược ở đây. Cái phiên này là phiên mà khiến cho cái đà tăng giai đoạn này sẽ bị khó hơn rất nhiều, là bởi vì cái lượng nhà đầu tư cá nhân đua ở đây rất là nhiều nha. Nên trước mắt thì Hà Đô phải cần hấp thụ xong cái phiên này. Trước mắt thì nếu anh chị đang cầm Hà Đô thì mình follow cho em cái hỗ trợ dưới khoảng tầm 27. Có thể là khi mà nó quay về mét là 27 thì mình có thể canh, mình rải dần, mình lấy vị thế được. Còn hiện tại nếu mà giá lưng lửng ở vùng trên khoảng tầm 28, 29 thì sẽ hơi khó một xíu. Rồi ha, CEO thì hơi đuối nha. Thật ra phiên ngày hôm nay cầu hơi đuối, vô nó vẫn giảm so với phiên ngày hôm qua. Trước mắt thì cái cản ngắn là khoảng tầm 22.5. Hiện tại đối với CEO thì thật ra em vẫn kỳ vọng là sẽ quay về test là cái đỉnh cũ phía trên này khoảng tầm 25-25.5 lần nữa. Nên mua mới hiện tại thì em sẽ ưu tiên khi mà nó vượt lại cái đường MA10 và MA20 hơn. Do thực tế thì nó cũng đã nén ở đây khá là lâu và dẫn tới là cái lượng nhà đầu tư cá nhân kẹp hàng ở đây cũng nhiều, đặc biệt là sau cái phiên ngày hôm 11-16 tháng 1 nè. Phiên này là phiên rút chân đúng không, đóng cửa lại gần như là cao nhất ngày. Rất là nhiều người đua mua ở phiên này. Thì hiện tại cái lượng nhà đầu tư cá nhân mua ở phiên này đa phần đang bị lỗ nhẹ hoặc là đang bị kẹt. Nên chắc chắn khi mà giá nó chạm vào cái vùng phía trên là khoảng tầm giá 22.5-23 thì cái lượng kẹp hàng nó sẽ nhiều hơn. Đó lý do vì sao mà em đánh giá là nếu mua mới thì em sẽ ưu tiên là khi mà giá nó vượt qua lại cái cản trên tầm 22.5 ha. Chứng khoán thì SI vẫn đang sideways nè. Ngày hôm nay là một cái nến, gọi là chính xác ngày hôm nay cái nến của SI là cái no demand, đó là cái thiếu cầu. Giá rướng lên bị chút người trở lại, chạm đúng cái MA10 bị tán người trở lại thôi. Nó tạo một cái nến gọi là biên độ rất là hẹp. Biên hẹp, thanh khoản cũng hẹp. Thì cơ bản phiên ngày hôm nay là một phiên thể hiện sự lưỡng lự của cung và cầu. Cả phe mua và phe bán đó chị thấy cũng có đuôi dưới mà đúng không? Cũng có đuôi nến dưới tức là vẫn có cầu. Cũng có đuôi nến trên tức là vẫn có cung. Volume thấp. Nhưng mà cái việc mà nó tăng với volume không tăng theo á thì nó cho thấy được là cái lượng cầu vẫn đang đuối. Nên những cổ phiếu này sẽ cần lệnh sàn theo khoảng 1 2 phiên nữa trước khi mà nó có một cái phe cung hoặc cầu áp đảo cái chiều ngược lại. Thì đó lý do vì sao mà em cần thông tin đó. Ví dụ như em nói bây giờ tại sao em lại cần thông tin nha. Em cần một thông tin gì đó tốt cũng được, xấu cũng được. Nếu bây giờ có tin tốt, ví dụ tối nay Dow Jones tăng mạnh thì vẫn được. Thì nếu mà ngày mai cầu không tiếp diễn thì em biết ngay là tức là gì, là vẫn có cái lượng cung bán chặn và khả năng rất cao chúng ta phải ép tiếp. Là bởi vì nó nén ở đây quá lâu, và khi anh chị nén ở đây quá lâu, nhiều thông tin tốt như vậy mà giá không tăng được thì đó là vấn đề đúng không? Hay ngược lại, bây giờ tối nay đùng một cái Dow Jones giảm rất mạnh, chúng ta có tin xấu thì khi đó mình cũng sẽ dựa vào thông tin đó để mình đo lường được cái cung và cầu. Tức là thay vì cái trạng thái mà Dow Jones đang lình xình mấy ngày nay đó, VN-Index mình cũng đang lình xình theo. Chứ thế giới đang lình xình mấy ngày hôm nay hầu như là không có ngày nào tăng quá mạnh cũng như là không có ngày nào giảm quá mạnh. Nó dẫn tới cái việc là chúng ta sẽ không biết được hiện tại đa phần nhà đầu tư cá nhân đang theo cái chiều hướng nào. Và bây giờ em cần một cái yếu tố thông tin nào đó, tích cực cũng được, tiêu cực cũng được, để em định hướng được cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, và từ đó chúng ta sẽ follow được cái dòng tiền của tổ chức họ đang làm gì. Chứ thật ra đằng này họ đánh rất là loạn. Anh chị thấy về mặt chỉ số, nếu anh chị nhìn chỉ số thì càng loạn hơn nữa. Là bởi vì nhiều cổ phiếu đó vẫn đang tăng tốt và thậm chí nó đang ở tiệm cận đỉnh cũ, nhưng mà chỉ số thì vẫn lên sinh nó quanh 1.100. Và thậm chí là có nhiều cổ phiếu đã vượt cả cái đỉnh cũ rồi. Nên đó là cái vấn đề mà chúng ta nói là ở đoạn vừa rồi phát sinh đó, nó đang lũng đoạn cơ sở rất là nhiều. Nó khiến cho cái việc tăng của thị trường cơ sở hoặc là cái việc giảm của thị trường cơ sở nó không còn theo cung cầu tự nhiên nữa, mà nó bị định hướng bởi phát sinh rất là nhiều. Nó dùng những cổ phiếu vốn hóa lớn như là Masan, như là Vietcombank, như là nhóm họ nhà Vinh để tác động lên chỉ số, và nó khiến cho cái đà tăng ở giai đoạn này, mặc dù là chúng ta có rất nhiều thông tin tốt, chúng ta có đà tăng từ chứng khoán thế giới hỗ trợ, nhưng mà chúng ta vẫn không đi xa được. Rồi ha, thì đối với lại VCI này vẫn đang bấm biên, VCI thì vẫn đang trong biên 39.5-42 từ ngày hôm qua của nó rồi ha. Thì trước mắt nó đang tiệm cận cái biên trên tầm 42. Đấy, thì hiện tại chúng ta sẽ follow cái vùng cản ở phía trên đó. Đối với lại HCM thì ưu tiên cho em biên hỗ trợ dưới là khoảng tầm giá 28.5, biên trên là 31. Tức là hiện tại đa phần cái cổ phiếu đang có biên. Thì anh chị nào mà đang cầm hàng và đang mua mới thì cứ bám cái biên đó mà trade liên trang. Là bởi vì hiện tại chúng ta chưa xác lập cái xu thế mới của thị trường. Cho đến khi chúng ta có cái xu thế mới của thị trường thì cái đó chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật. Và ngày hôm qua có nói rồi, thật ra trong giai đoạn mà thị trường đi ngang, chúng ta có thể hoặc là tham gia khi mà có biên và ưu tiên mua ở biên dưới, trading trong hai biên thôi, cứ mua thấp bán cao, hoặc là không tham gia. Tức là nếu mà sideways thì hoặc là không tham gia. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ không cần phải gọi là lướt lát theo cái đà tăng giảm của thị trường, mà cứ chờ khi nào mà thị trường nó xác lập được cái xu hướng của nó. Tức là khi nào mà có cái dòng dẫn dắt và cầu chúng ta giúp chúng ta vượt qua được cái vùng kháng cự bên trên tầm 1120, 1130, tức là confirm lại cái lượng cầu ở phía trên đó để giúp cho thị trường bắt đầu bước vào cái xu hướng tăng. Thì đoạn sau khả năng rất cao chúng ta sẽ tăng được lên những cái vùng kháng cự tiếp theo là 1150 hoặc là 1200. Tức là khi đó mình sẽ đánh theo cái chiều hướng tăng dễ hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta cứ rình rập ở đây đánh cái xu hướng trading. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ tùy vào cái việc là chúng ta đang có nắm giữ cổ phiếu hay không. Còn nếu mà đang có nắm giữ cổ phiếu thì em sẽ ưu tiên là trading trên cái danh mục có sẵn.
À, trade cho cái danh mục có sẵn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. À rồi ha, thì đó là với những chứng khoán, nhìn chung cũng không có gì mới ngày hôm nay. ADS ngày hôm nay cũng nỗ lực để quay về cái biên trên khoảng tầm giá 18.5. À, nếu anh chị nào mà đang cầm thì chú ý ha. À, rồi à, rồi đối với lại ngành thép, thép thì ngày hôm nay nhìn chung là có sự phân hóa một xíu nha, như Nam Kim này chạm cản đỉnh cũ là 23 thì bị tán ngược lại đóng cửa bằng dưới 23, à, xem như test là 23 hai lần thậm chí là ba lần chưa thành công. À, rồi hoa sen thì ngày hôm nay lại tăng 2% là bởi vì hoa sen thật ra vẫn cách đỉnh cũ là còn xa, đỉnh cũ hoa sen là 22.4 2.5 hiện tại là vẫn 21 chấm ít nên ngày hôm nay hoa sen tăng là cũng bình thường. À, tức là nó vẫn chưa tăng được mạnh như Nam Kim đợt vừa rồi nên ngày hôm nay nó nỗ lực nó tăng trở lại thôi. À, trước mắt thì cái cản đỉnh cũ vẫn là quanh 22.4 này ha. Hòa Phát thì ngày hôm nay quanh tham chiếu thôi. À, tăng nhẹ được 1%. À, về cái mức 27 nó cũng đang nỗ lực để tiệm cận với cái đỉnh cũ. Thì nhìn chung thì đa phần cổ phiếu ngành thép đang nỗ lực để quay lại đỉnh cũ. Thì đó là điểm cộng, mà đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể cân nhắc liệu rằng nhóm này nó có thể dẫn dắt được cái xu hướng tăng ở giai đoạn sau hay không. À, thì cái cách mà nó phản ứng cũng như cách mà nó hấp thụ lại cung quanh cái đỉnh cũ sắp tới nó cũng sẽ là cái một cái thước đo, một cái indicator rất tốt để chúng ta đánh giá cái dòng tiền chung của thị trường ha. À, rồi đó là với diễn biến của thị trường cũng như là một số cái lưu ý của em ở trong những cái phiên ngày mai và những phiên sắp tới. À, thì anh chị lưu ý với em hiện tại, thứ nhất là câu chuyện về việc là phiên ngày mai chúng ta vẫn phải nên nỗ lực giữ trên cái mức là 1.100, để chúng ta thấy rằng là cái lượng cầu hàng về, tức là cái lượng cung mà bắt đáy, cái lượng mà tham gia bắt đáy ngày hôm qua đó, nó vẫn được hấp thụ tốt ở trên cái vùng 1.100 này. À, cái thứ hai nữa là gì? Là chúng ta vẫn bám sát cái biên trading của thị trường trong cái biên độ khoảng 1075 cho tới 1230, 1130. Chúng ta vẫn bám sát cái biên đó và theo cái chiến lược trading đó. Hiện tại chúng ta vẫn đang ở gần nửa cái biên dưới chứ không phải là ở biên trên. Khi bắt đầu các cổ phiếu hay là chỉ số tiệm cận cái biên trên thì khi đó có thể chúng ta sẽ bắt đầu cái chiến lược khác. Thì ngắn hạn là chúng ta vẫn sẽ bám theo cái chiến lược trading theo cái biên độ sideways của các cổ phiếu bên trong thị trường. Nó cũng đang diễn biến tương tự thị trường thôi. Nó cũng không có gì khác. Rồi. Và cái thứ ba là chúng ta đang cần một cái thông tin, cần một cái chất xúc tác. Ở đây thông tin không cần thiết là phải đẹp, có thể là thông tin xấu cũng được, nhưng mà chúng ta cần một cái chất xúc tác để làm gì? Để cho chúng ta định hướng được cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân. Ví dụ hiện tại chứng khoán Mỹ future đang tăng khá là tốt. Châu Âu hay là ở châu Á, thì châu Á thì ngoại trừ là có Trung Quốc á, thì đoạn này đang gặp sức ép khá là lớn. Còn lại thì đa phần đều neo khá là tốt. Thì ngắn hạn thì nếu mà tối nay cái đà tăng này vẫn tiếp diễn hay thậm chí là nó tăng lên tiếp, nó tạo được cái momentum cho cái phiên ngày mai, thì nếu mà ngày mai thị trường lại không tăng được mà tiếp tục bán xuống thì mình biết được là cái lực bán nó sẽ đến từ tạo lập là chính, chứ không phải đến từ nhà đầu tư cá nhân. Và ngược lại, nếu mà tối ngày hôm nay đâu cho nó giảm, nó đột nhiên xuất hiện một thông tin gì đó mà nó giảm, thì khi đó mình cũng sẽ định hướng được cái dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân. Từ đó mình sẽ rất là dễ để mình follow được cái dòng tiền tổ chức họ đang có cái định hướng, cái mục đích như thế nào ở cái giai đoạn này. Rồi ha, thì đó là cái lưu ý hiện tại của em về thị trường thôi. Ở đây thì người ta cũng có viết cái bài về cái việc là VN-Index đã vượt qua cái lần cái mốc 1.100 này 4 lần rồi. Vậy nên chị thấy được là ngày hôm nay khi mà nó vượt qua 1.100 nó không có tạo hiệu ứng được gì hết á, nó không có tạo được hiệu ứng là bởi vì người ta đã quá nhờn với cái mốc này rồi. Người ta đã quá nhờn với cái mốc này do nó test lại quá nhiều lần rồi ha. Rồi. Đó thì anh chị nào hiện tại đang xem video của em, nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên bấm like video nha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký á. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại này. Thì nếu anh chị nào hiện tại đang muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn trong thị trường về điểm mua điểm bán, về danh mục cơ cấu danh mục, thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư, để mở tài khoản tại VBS, hoặc là nếu anh chị đã có tài khoản tại VBS rồi thì có thể chuyển sang em quản lý ha. Ngoài ra thì em cũng có room cộng đồng, anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia trao đổi chia sẻ cùng với anh chị khác ở trong room cộng đồng nha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Thì chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân ha. Tạm biệt mọi người.